sử dụng thuốc diệt cỏ thì rất là hại cho sức khỏe con người cũng như là môi trường sống của chúng ta đấy các bác ạ. Dạ, còn cái việc là dọn dẹp đừng là ngõ xóm, vệ sinh môi trường làm nó rất rác hộ gia đình, rồi làm con đường hoa, rồi làm vườn rau hộ gia đình cũng đã được tuyên truyền triển khai ra bản mình, được bản mình rất là tốt. Mong gia đình hai bác là cũng tích cực tham gia để chung tay góp phần vào xây dựng nông thôn mới hai bác ạ. Đúng rồi đấy, vợ chồng bác sĩ ạ, chúng ta đều là những người lớn, rồi chúng ta chấp hành tốt và gia hộ gia đình mình cũng tương đối chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy ước công ước của địa phương. Và tôi khuyên gia đình vợ chồng bác sĩ là đừng phun thuốc diệt cỏ nữa, nó có tác động rất là lớn đến môi trường và sức khỏe của con người và kéo theo rất nhiều bệnh tật đấy vợ chồng bác sĩ ạ. Chủ quản nói thế nào đấy chứ, cả cái bàn này người ta dùng chứ đâu phải riêng nhà tôi đâu. Bà mình phun thuốc diệt cỏ xong cỏ đó tự chết, mình không có phải đi làm cỏ, mình có nhiều thời gian đi uống rượu mà có ảnh hưởng gì đâu. Mình phun vào mua sắm mình nó không có con mối đâu mà bạn, tội gì thì cứ phun chứ. Nói đấy bố ạ, phun vào nó không có đi mà. Thế này vợ chồng bác sĩ trên TV rồi cán bộ đoàn thể xã đến tuyên truyền lên cán bộ bản nữa là khuyên và khuyến cáo là không nên phun thuốc diệt cỏ có tác động rất lớn đến môi trường và sức khỏe con người. Và thứ hai nữa là khuyên gia đình vợ chồng bác sĩ đừng đi phun thuốc diệt cỏ trên nương đầu nguồn kia nữa, phun như thế thì làm sao con cháu mình mà bắt được con cua con cá con tôm má nữa. Và thứ ba nữa là đối khuyên gia đình bác sĩ là nên lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn, phun đúng thời gian thời điểm trong sản xuất nông nghiệp vợ chồng bác sĩ ạ. Làm gì có đấy các bác ạ, con nói mãi rồi bố mẹ cháu cũng chỉ nghe đâu, này hôm nay còn đi phun thuốc diệt cỏ trên gương đầu buồn đấy các bác ạ. Thế từ từ chứ ạ, việc tuyên truyền vận động là phải từ từ và khéo léo mới được. Dạ hai bác, thế sau khi phun thuốc diệt cỏ xong bác có thấy ban đầu chóng mặt hay là buồn nôn không ạ? Ồ, cái đấy có đấy, nhưng mà chắc là do hôm trước mình đi phun là mình uống nhiều rượu quá là nó còn chưa hết thôi, chứ ý mình là một cốc là mình bá hơn. Đấy chính là tác hại trước mắt của thuốc diệt cỏ đấy ạ. Nếu chúng ta lạm dụng quá mức còn ảnh hưởng đến cho con cháu chúng ta sau này ạ. Chúng ta phun để nó ngấm xuống đất, chúng ta lại trồng cây lúa, cây ngô, cây sắn chúng ta ăn rất dễ bị ngộ độc, thậm chí là gây ung thư phổi này, ung thư máu này, tiền liệt tuyến. Đấy chính là tác hại của nó đấy bác ạ. Ừ, gì có chuyện đó nhỉ? Đúng rồi đấy bác ạ, đây cháu cho hai bác xem luôn cái hình ảnh về tác hại của thuốc diệt cỏ khi chúng ta sử dụng quá nhiều này, các bác xem. Ung thư máu này bác. Rồi đây là ung thư phổi này. Bộ không nói thế thì sợ, cứ bảo không được dùng thế thôi, ai mà biết. Nếu cán bộ đã nghe, đã nói thế thì tôi hiểu rồi, tôi nghe tôi không đi phun nữa. Dạ thưa hai bác, ở xã ta, các bà đã làm rất tốt việc vệ sinh môi trường này, đường làng ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa và đã được cấp ủy chính quyền ghi nhận. Và một tháng thì toàn dân sẽ xuống dọn dẹp vệ sinh hai lần này và xây dựng các lò đốt rác gia đình nữa, và cho thấy là mọi người làm rất tốt. Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm được. Dạ, cán bộ hội nông dân nói đúng đấy bác sĩ ạ. Em xuống nhà mình thì là thanh niên này, tuổi trẻ rất là năng động, nhiệt huyết và sau này sẽ là một người rất là có uy tín. Cháu mong là hai bác sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực để chúng ta cùng nhau chung tay xây dựng bản làng xanh sạch đẹp xuống nhà. Vâng, thế nhà mình làm luôn thôi đúng không ạ? Ừ, được rồi. Hôm qua hai bác vừa rồi em xuống nhà mình rất là vinh dự được xã lựa chọn tham gia được thi dân vận khéo của xã. Lần tới đây là tham gia hội thi dân vận khéo huyện lần thứ hai năm 2022 này đấy các bác ạ. À, tôi của ba xin rồi quá. Thì tối nay tôi của con gà thật to đấy, đừng thưa bố nó nhỉ. Dạ, báo cáo với hai bác là trong thời gian vừa qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã đã vận động và triển khai các mô hình như là mô hình xây dựng lò đốt rác gia đình và thực hiện rất là tốt, hiệu quả rất là cao. Trong một tháng vừa qua thì đã xây được hơn 20 lò đốt rác gia đình.
cậu nhà bác sĩ đã chọn được địa điểm sinh hoạt tư sắc và nhà tiêu hợp vệ sinh chưa? Ờ,